Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tính nóng này là nhân duyên chướng ngại việc tu đạo. Có câu rằng phiền não là bồ đề. Có người hỏi, thế thì nếu không sanh phiền não phải chăng sẽ không có bồ đề? Không phải vậy, bởi vì bản thân của phiền não chính là bồ đề. Thế nào là bồ đề? Bồ đề tức là không sanh phiền não. Nếu con người chỉ sanh ra phiền não mà thôi, thì phiền não vẫn cứ là phiền não, và bồ đề vẫn cứ là bồ đề. Do đó, các bạn đừng hiểu lầm ý nghĩa của câu trên. Các bạn phải biết rằng, một khi chính bản thân mình đạt tới cảnh giới thật sự không còn phiền não, không còn vô minh, không còn vọng tưởng, không còn dục niệm nữa, thì dầu có nóng tánh đôi chút cũng vẫn có thể tha thứ được. Tuy nhiên, cách tốt nhất là không còn tánh nóng nảy, cùng với mọi người chung sống một cách vui vẻ, hòa thuận, đoàn kết, khiến cho ai nấy đều cảm thấy thân thiết. Người tu đạo nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác, chứ không nên dùng thế lực để áp bức người ta. Đối với bất cứ người nào, các bạn cũng nên nói đạo lý để cho ai nấy đều hết lòng cảm phục, khâm phục các bạn là người có tài cán, có đạo đức, có học vấn, có lòng từ bi. Bằng không, nếu các bạn bị vướng vào vòng danh lợi, thì sẽ cách xa con đường của Phật tới 108.000 dặm. Các bạn cần phải đặc biệt chú ý điểm này. Xuất gia tu đạo là tu đạo gì? Là tu đạo nhẫn nhục. Người nào nổi nóng, tức giận là đi ngược với đạo, vĩnh viễn không thể có sự tương ưng với đạo được. Nổi nóng là một tánh rất xấu và cũng là nhân duyên chướng ngại trên bước đường tu đạo. Hy vọng mọi người đều thận trọng, tuyệt đối không nên phạm lỗi lầm này. Người xuất gia tu đạo khi chưa nắm vững được căn bản của vấn đề, thì sự tu hành ấy cũng giống như nấu cát mà mong thành cơm. Dù có nấu bao lâu đi nữa thì cát cũng không thể nào thành cơm được. Nếu các bạn không có lửa vô minh thì dục niệm sẽ ngừng dứt. Vì sao vậy? Các bạn có dục niệm là vì trong lòng có lửa giận. Do đó, các bạn cứ cảm thấy thế này là không được, thế nọ cũng không được. Rất nhiều vấn đề không được xảy đến cho các bạn. Vì vậy, người tu đạo cần phải dứt sạch phiền não thì mọi rắc rối, chướng ngại mới không còn. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 25 tháng 7 năm 1983.